Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quan chức mặt trận Tổ quốc thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng. Ngày 5 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, quan chức đảng thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng, hàng ngàn tỷ đồng tuồn khỏi Việt Nam. VOA dẫn tường thuật của Vietnamnet và Dân trí vào ngày 4 tháng 9 cho biết, một ủy viên Bộ Chính trị, nhóm chấp bu nắm quyền quyết định cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận rằng lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài. Cụ thể theo VOA, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nói rằng ông và các cán bộ khác nhận thấy điều kể trên khi họ tiếp xúc với người dân và ông hô hào phải kiên quyết chống tham nhũng. Lời phát biểu của ông Chiến được đưa ra tại một hội nghị của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo tin trên hai trang Vietnamnet và Dân trí. Và đây là hình bài trên VOA. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, ông Chiến không nói rõ bao nhiêu tiền từ tham nhũng đã bị tuồn ra nước ngoài và những kẻ tham nhũng là ai, cho dù báo Nhân dân của Đảng từng đăng bài đặc biệt hồi năm 2023 nói rằng cán bộ nhà nước là gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực, vì tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Theo tìm hiểu của VOA, trong 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2016, tham nhũng gây thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 hectare đất ở Việt Nam. Còn từ năm 2012 đến năm 2022, hơn 7.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, gồm hơn 170 cán bộ cấp cao và hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Bên cạnh đó, nhà chức trách kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 96.000 hectare đất dính dáng đến tham nhũng. VOA cho biết, nói trước hội nghị ngày 4 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến lưu ý rằng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cam go. Song ông nhấn mạnh cuộc chiến này diễn ra không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ông Chiến trích dẫn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay, từng đưa ra lời phát biểu rất quan trọng với hai ý được nhấn mạnh là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải nhằm mục tiêu phát triển đất nước và công cuộc này phải triển khai đến tận chi bộ chứ không chỉ làm ở trung ương. Và đây là hình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vẫn theo VOA, một quan chức khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề cao sự tham gia của người dân vào việc chống tham nhũng, Vietnamnet và Dân trí cho biết. Hai trang tin trên dẫn lời ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói tại hội nghị, muốn hạn chế tham nhũng tiêu cực thì phải nâng cao vai trò của nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Khi thực hiện việc này, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Như VOA đã đưa tin, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng về năm 2023 do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố, đầu năm nay Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu. Như vậy, đã bị giảm điểm và đi xuống 6 bậc so với một năm trước. Mặt khác, dư luận quốc tế và Việt Nam cho rằng công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay chỉ là sự trá hình, che đậy cho cuộc đấu đá giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản mà thôi. Như vậy, với việc các quan chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đến công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, cũng như nhấn mạnh đến vai trò giám sát của họ, khiến có ý kiến hoài nghi, phải chăng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn nhảy vào tranh phần trong mâm cỗ này hay sao? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan chức Mặt trận Tổ quốc thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tâm thư gửi Tổng Bí thư Tô Lâm của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình. BBC tiếng Việt ngày 4 tháng 9 cho hay, cựu Thứ trưởng Ngoại giao kêu gọi ông Tô Lâm thay đổi thể chế chính trị. Theo BBC, ông Nguyễn Đình Bình, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008, đã đăng tâm thư gửi đến ông Tô Lâm vào ngày 2 tháng 9, kêu gọi thay đổi thể chế vì hệ thống chính trị đang rơi khủng hoảng trầm trọng. Với sự cho phép của ông Nguyễn Đình Bình, BBC đã có được 4 văn bản có đầy đủ nội dung các bức tâm thư mà ông viết và gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay. Ý tưởng nổi bật trong 4 bức tâm thư này là hệ thống chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa mà đảng đang ra sức xây dựng và kiên trì bảo vệ đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Và đây là hình bài trên BBC. Do đó, đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để, và những hiến kế chi tiết của ông đều xuất phát từ quyết tâm bảo vệ đảng trước các nguy cơ, thách thức sống còn và mong rằng đảng sẽ tự cứu lấy chính mình. BBC dẫn bức tâm thư gửi ngày 4 tháng 8 gửi Tô Tổng cho rằng đảng phải nhìn thẳng vào sự thật và gọi đúng tên con bệnh. Tình hình đảng và đất nước đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức báo động thực sự nghiêm trọng chưa từng xảy ra bao giờ. Càng ra sức đốt lò, ra sức chống tham nhũng tiêu cực, thì tham nhũng tiêu cực cũng như các quốc nạn khác càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng. Càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, thì đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng. Ông Bình đánh giá, lịch sử đang lặp lại giống hệt như thời điểm Đại hội 6 năm 1986. Khi đó Việt Nam chìm trong khủng hoảng kinh tế xã hội, thì Tổng bí thư Lê Duẩn qua đời, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh lên thay. Ông Trường Chinh đã dũng cảm từ bỏ mô hình quản lý kinh tế theo quan điểm Mác-Lênin và chấp nhận vận dụng kinh tế thị trường. Theo ông Bình, nhờ có quyết định lịch sử đó, đảng đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng, bước vào thời kỳ phát triển và đạt được các thành tựu to lớn. Soi chiếu lại thời điểm hiện tại, cựu Thứ trưởng cho rằng Việt Nam cũng đang gặp khủng hoảng về ngoại trị và nội trị. Và đây là hình cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Về đối nội, vẫn theo ông Bình, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã phơi trần tất cả các mặt yếu kém và tiêu cực như ung thư đang di căn trầm trọng, phá hoại đảng, nhà nước và xã hội, mà nguy hiểm nhất là hủy hoại cội rễ con người, đặc biệt là những người nắm quyền. BBC cho biết, ông Bình viết rằng những kiến nghị của ông về thay đổi thể chế đã được nung nấu, nghiền ngẫm, kiểm nghiệm, chắt lọc và rút ra từ khi ông mới 10 tuổi, khi tham gia Đại hội Thiếu niên kháng chiến chống Pháp, và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đội ngũ của đảng. Ông Bình viết rằng, đảng hãy chấp nhận và vận dụng mô hình nhà nước pháp quyền thực sự, một bộ máy quản trị quốc gia với tam quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập, kiểm tra, giám sát lẫn nhau là mô hình hiệu quả nhất loài người đã đạt được cho đến nay để kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng quyền lực. Ông còn kêu gọi đa nguyên về chính trị và cho phép xã hội dân sự tồn tại để đảm bảo và phát huy được dân chủ thực sự. Để cứu nước, cứu đảng thoát khỏi tình thế khủng hoảng này, đồng thời đặt nền móng vững chắc, lâu dài, từ nay và mãi mãi mai sau, thì không có giải pháp nào khác là phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để, hội nhập toàn diện và thực sự vào dòng chảy chủ lưu tự do, dân chủ, văn minh của thế giới hiện nay, như không ít lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp, đảng viên, trí thức thực sự tâm huyết, trí tuệ và cá nhân tôi đã góp ý với đảng, ông viết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tâm thư gửi Tổng bí thư Tô Lâm của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.